Đây có lẽ lại là một món ăn mà sẽ khiến Bear Grylls phải thốt lên rằng It's gonna be good. Bit of protein and energy. Đó chính là con sâu đá, một đặc sản của dân tộc Thái ở Mường So, Phong Thổ, Lai Châu. Chúng có dáng vẻ bên ngoài kinh dị như những con côn trùng ngoài hành tinh vậy. Tuy nhiên thì nơi sinh sống của chúng là dưới những tảng đá ở ngoài suối. Để bắt được chúng thì chỉ cần lật những tảng đá đó lên và bắt trực tiếp bằng tay một cách dễ dàng vì chúng khá là chậm. Và dù có cặp răng đáng sợ nhưng cắn lại không đau cho lắm. Khi bắt về, người ta đem chúng ngâm vào nước muối khoảng 20 phút cho sạch hết lớp nhớt phía ngoài, rạch bụng lấy hết phần ruột của nó ra rồi rửa sạch để ráo. Tiếp đó sẽ dùng thịt cá bống nhét vào bụng của sâu đá rồi đem đi ướp với các gia vị như là mắm, muối, mì chính, mắc khén, ớt tỏi trong 10 phút trước khi rang. Bên cạnh đó, món sâu đá phải được chấm cùng nước chấm là đậu phụ nhừ. Như vậy thì mới đúng là món đặc sản của người Thái. Tuy nhiên, thông thường để bớt cầu kỳ thì người ta sẽ chỉ rửa qua sâu đá và rán lên là ăn luôn được thôi. Khi thưởng thức món ăn này, chúng ta sẽ cảm nhận được độ giòn và sự béo ngậy của con sâu đá. Sau khi nhai và nuốt, nó sẽ để lại một cái vị hăng hăng đặc biệt của côn trùng nữa. Các bạn thấy sao về món ăn này? Có dám ăn thử nó không?